Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Trùm buôn người quyết xuống tay tàn ác, ngôi mộ mới lấp vội thi hài Việt. Vụ việc 39 thi thể chết cứng vì lạnh và ngạt đã làm rung chuyển thế giới. Nhiều người trong số đó đã được cho rằng đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Cảnh sát Anh và Europol, tức là cảnh sát châu Âu, đã bắt đầu chiến dịch truy quét, bóc gỡ các đường dây đưa người này. Tuy nhiên, điều đó không hề đơn giản một chút nào. Và thông tin trên báo chí quốc tế ngày hôm nay đã đăng tải nhiều về thông tin này như sau. Và đây là các đường dây buôn người rất tinh vi và tàn ác, họ nói vậy. Đây là hình ảnh cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường chiếc xe container nơi phát hiện 39 thi thể di dân lậu ở Essex, Anh Quốc. Các đường dây buôn lậu người vốn bị cáo buộc là thủ phạm đằng sau thảm kịch 39 người chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh có hoạt động hết sức tinh vi nhằm đưa nạn nhân vào chồng và kiếm được rất nhiều tiền, một chuyên gia về phòng chống buôn người đã nói như vậy. Và thảm họa 39 người xảy ra vào cuối tháng 10 ở Essex, Anh Quốc khi người ta phát hiện trong chiếc xe container đông lạnh có thi thể của 39 người nhập cư lậu. Mặc dù phía Anh vẫn chưa kết luận về quốc tịch của các nạn nhân, nhưng nhiều khả năng phần đông trong số này là người Việt Nam di cư từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Và điều này rất nghiêm trọng khi các bạn đã biết một đất nước dân chủ và tự do và nhân quyền như Anh Quốc mà họ đã phát hiện ra một chiếc xe với 39 thi thể. Và theo như chia sẻ của một số người cũng đi theo con đường này, họ cũng nói với tôi rằng có những chiếc xe và có những người cũng có bị chết trong cái quá trình hành trình trước đó và từ nhiều năm nay. Nhưng những người chủ xe đó họ đã không bị phát hiện ra và họ đã phi tang cái chứng cứ đó đi bằng cách tiêu hủy, chôn cất hoặc ở bất cứ khoảng khu rừng nào và đã không tìm ra. Và hiện nay vì xảy ra cái vụ việc quá lớn nên báo chí quốc tế và truyền thông đã vào cuộc và điều này đã bắt đầu mới được nêu ra và được điều tra một cách kỹ lưỡng. Và nhiều thông tin cho thấy 39 người này sẽ bị bạo hành và vi phạm và lạm dụng cái vì nhập cư bất hợp pháp tại Anh khi nếu họ đến được Anh. Và đây là thông tin tiếp theo. Đường dây này có nhiều mắt xích. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức Ủy ban cứu người vượt biển, viết tắt là BPSOS, có trụ sở tiểu bang Virginia, Mỹ, nhận định rằng 39 người này là nạn nhân của nạn buôn lậu người hoặc buôn người. Theo ông Thắng giải thích thì những người này từ đầu đã đi theo đường dây buôn lậu người, tức là chỉ đưa người nhập cư lậu từ trước đến nay sang nước khác. Nếu như họ còn sống và được đưa vào Anh chót lọt, thì rất có thể họ sẽ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, tức là bị bóc lột, bạo hành và lạm dụng. Và đây là bức hình của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong một cái lần phát biểu của ông trước một hội nghị tại Mỹ. Và đường dây đưa người hoạt động theo nhiều tầng, nhiều lớp với manh mối đầu tiên là các cò môi giới tại Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam. Đây là hình ảnh của những cái cô gái Việt Nam, 9 cô gái Việt Nam đã bị bắt giữ trong một cái nơi nhà chứa và họ cũng trên đường hành trình đến ra các nước nhưng cuối cùng nó bị bán vào đây. Và nạn nhân buôn người là những người cư trú bất hợp pháp, họ hoàn toàn không được sự bảo vệ của pháp luật, không có công ăn việc làm, hoàn toàn bị khống chế, ông giải thích. Họ đã vay nợ rất nặng ở Việt Nam nên phải làm việc để trả nợ, họ phải lao động quần quật theo lệnh chủ, nếu không người nhà của họ ở Việt Nam sẽ bị siết nợ và bị mất hết nhà cửa, ông nói thêm. Ông mô tả các đường dây buôn người, buôn lậu người này là hoạt động theo nhiều tầng. Thấp nhất là cò, rồi đến môi giới và cuối cùng là đường dây vận chuyển người xuyên biên giới. Cò là những người sâu sát nhất ở các vùng xóm, thôn quê. Họ đi vào các làng gặp gỡ những người quen biết rồi rỉ tai dù họ đi qua bên Anh kiếm việc chẳng hạn. Ông Thắng đã nói như vậy. Và điều này rõ ràng đã và đang và sẽ chắc chắn sẽ còn tiếp tục diễn ra ở những vùng quê Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác nữa. Nhưng liệu chính quyền có thể ngăn cản được và bóc được những đường dây này hay không thì là một câu hỏi. Và các nhóm xã hội đen tại Việt Nam cũng nhúng tay vào đường dây đưa người này. Đây là theo nghiên cứu của quốc tế. Đây là hình ảnh của một số người Việt Nam đang ở trong cái lán trại tại bên Pháp. Và ngay thời điểm này, ngay lúc này thì rất lạnh. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải nằm trong những cái lều tạm bợ như vậy để đợi cơ hội vượt qua eo biển và sang Anh. Và một khi nạn nhân đã mắc bẫy thì vấn đề còn lại sẽ được chuyển qua các cấp môi giới lớn hơn. Đó là người đứng ra điều động tất cả mọi chuyện, theo ông Thắng nói như vậy. Trong các đường dây xuất khẩu lao động thì môi giới là người làm việc chính thức với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Còn trong các đường dây buôn người thì môi giới chính là bọn xã hội đen, ông giải thích. Đến khi nạn nhân nộp tiền xong thì những kẻ môi giới này sẽ kết nối với đường dây lo cho họ đi từng chặng. Mỗi chặng có một đường dây vận chuyển, thường là một tổ chức tội phạm ở nước đó đứng ra chịu trách nhiệm.
chẳng hạn như từ Việt Nam sang đến biên giới Trung Quốc, rồi từ đường dây từ Trung Quốc, đường dây từ Nga, đường dây ở Ukraine, ông Thắng giải thích thêm. Và cái hành trình của 39 người vừa qua thì các bạn cũng thấy rất rõ, báo chí phương Tây đã tìm ra rằng họ đi theo con đường qua Trung Quốc và từ Trung Quốc sang những nước Đông Âu cũ và bây giờ để vào các nước Tây Âu. Và điều đó chắc chắn rằng có bàn tay tổ chức rất nhiều những hệ thống tội phạm khác nhau ở các nước thì mới có thể đưa họ lọt vào như vậy. Và các tổ chức đưa người từ Việt Nam sang châu Âu và Anh liên kết với nhau theo dạng móc xích, chưa hẳn đã có một kẻ cầm đầu duy nhất trên cả cái đường dây này, theo như báo cáo của điều tra. Và do tổ chức theo kiểu mất xích, hàng ngang, không có sự lãnh đạo, điều hành thống nhất, nên ông Thắng gọi rắn không đầu mà theo ông thì rất khó diệt. Đây là thông tin ngày hôm nay tại Việt Nam, vụ lao động mất liên lạc ở Anh, công an Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng. Cơ quan an ninh điều tra công an Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng và bắt khẩn cấp 1 đối tượng liên quan đến vụ 39 thi thể chết trong thùng container ở Anh. Như vậy là công an Việt Nam bắt đầu vào cuộc. Tiến sĩ Thắng nói thêm, tiêu diệt trọn vẹn mạng lưới đường buôn người này đòi hỏi phải có sự hợp tác liên lạc với nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Ukraine, mà điều này rất hiếm khi xảy ra. Ông cho biết, trong mỗi quốc gia này, chúng đều có sự bảo kê của giới chức. Ngay như ở Việt Nam chẳng hạn, nếu chúng ta chặn được đầu này thì ngay lập tức sẽ có các nhóm khác lại tái lập đường dây để móc nối sang Trung Quốc, ông giải thích thêm. Và điều này thực sự rất nguy hiểm và rất khó khăn cho cái việc đấu tranh chống cái tệ nạn buôn người này. Và có lẽ nếu không đấu tranh thành công thì tới đây sẽ còn rất nhiều người Việt Nam bỏ mạng trên con đường đi sang tìm cuộc sống mới như vậy. Và kế hoạch chim mồi đã được các băng đảng đưa người Nghệ An và Hà Tĩnh tung ra để đánh vào sự cả tin của người dân, theo như điều tra đưa tiếp thông tin. Và đây là hình ảnh rất đẹp, những ngôi nhà rất lớn tại Nghệ An, và nó là cái thôi thúc người dân khi họ nói rằng là những cái người xây những ngôi nhà này đi nước ngoài và làm ăn rất thành công. Và tất nhiên nhìn những cái điều hành bóng bẩy này thì nhiều người dân cũng tin theo. Họ tung hỏa mù, các nạn nhân, nhất là những người dân quê thiếu hiểu biết, rất dễ trở thành nạn nhân của bọn buôn người vì phương thức lừa đảo rất tinh vi, ông Thắng nói. Trước hết, họ có người làm chim mồi đi trước để làm bằng chứng dẫn dụ những người khác đi theo, ông Thắng mô tả. Họ lôi kéo một nạn nhân nào đấy đã qua được Anh vào đường dây của họ. Người ấy sẽ viết thư gửi tiền về cho gia đình thông báo về cuộc sống mới của họ ở bên Anh. Người cò sẽ lấy đó mà đi nói với mọi người trong làng rằng, đấy thấy chưa, gia đình đấy có con đi rồi đấy, nó kiếm được mấy ngàn đô một tháng, quý vị theo đi, ông Thắng đã nói như vậy. Và quả thật với những cái chiêu thức này thì đã rất nhiều người Việt Nam đã phải bỏ tiền và ra để đi theo những con đường bất hợp pháp đó. Và chúng ta đã chứng kiến 39 nạn nhân bỏ mạng vừa qua, và trong đó có rất nhiều người được cho rằng đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam. Và chính những người đi lậu kiểu này sau khi sang đến Anh hoặc châu Âu lại trở thành những kẻ môi giới tiếp tục cho đường dây buôn người để mời chào những người đồng hương của mình ở trong quê cùng đi. Và người dân quê đâu có biết gì, họ thấy có người gửi tiền về xây nhà cao cửa rộng thì đinh ninh rằng gia đình mình cũng có thể làm được như vậy, mà đâu biết rằng chính gia đình ấy hay người con của gia đình ấy cũng nằm trong đường dây buôn người. Theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, những nạn nhân đầu tiên sau đó lại trở thành thủ phạm. Họ gia nhập vào đường dây buôn người và lấy mình làm mồi để nhử thêm những người khác ở trong làng, thậm chí ở trong họ của mình. Ông Thắng nói và cho biết, ông biết rất nhiều trường hợp như vậy. Đó là cách mà họ kiếm được thu nhập và có ăn chia để họ có tiền trả nợ. Ông nói và giải thích rằng những nhà cao cửa rộng ở làng quê Việt Nam mà dân làng Việt Nam thấy là của những người tham gia vào đường dây buôn người, còn thu nhập lên đến vài ngàn đô một tháng từ tiền lương làm việc mà những kẻ buôn người hứa hẹn là không thể nào có được. Và các bạn thấy rất rõ rằng đấy là những hình ảnh những cái ngôi nhà rất cao rộng ở Yên Thành, Nghệ An đã làm cho rất nhiều người mơ đến Anh để có làm và có tiền theo như cái mồi chài của họ, nhưng để có một đồng lương vài nghìn đô la không phải là dễ ở những nước như vậy, và đặc biệt nếu không có giấy tờ hợp pháp thì gần như là không thể. Và những kẻ buôn người đã sẵn sàng ra tay sát hại những ai lên tiếng tố cáo đường dây của chúng với các cơ quan điều tra. Và đây là thông tin được đưa tiếp theo. Khi được hỏi tại sao những người sang đến bên Anh trở thành nạn nhân của nạn buôn người không thông báo tình trạng của họ về cho gia đình ở Việt Nam biết để cảnh tỉnh những người khác, ông Thắng nói rằng hoặc là họ bị mất liên lạc, hoặc là họ đâu dám lên tiếng. Nếu lên tiếng thì họ sẽ bị thủ tiêu ngay, còn thân nhân của họ ở trong nước cũng có thể bị sách nhiễu vì bọn môi giới, bọn xã hội đen sẽ cử người đến để đe dọa. Ông Thắng nói, còn nếu tiếp tục làm việc, nếu bỏ trốn thì không có thu nhập để trả nợ,
cả dòng họ có thể sẽ bị mất hết tài sản vì họ đã thế chấp toàn bộ nhà cửa ruộng vườn để có tiền ra đi. Ông cũng nói rằng chỉ cần một hai người trong làng gửi tiền về cũng đủ làm chim mồi rồi. Và đây các bạn thấy thực trạng những cái người Việt Nam mà khi vượt đường rừng nó tệ như thế này. Đây là hình ảnh của hai thanh niên người Việt và được cho rằng là đang vượt rừng và gần như là lầy lội và rất lạnh lẽo và rất nhiều người đã bỏ mạng trên những cái con đường vượt rừng như vậy. Và ngoài ra nhiều người đã chứng kiến có rất nhiều người Việt Nam đã chết dọc đường trong những khu rừng lạnh lẽo tại châu Âu, những nấm mộ đã không tên đắp vội ven đường đã kết thúc hành trình tới miền đất hứa của họ. Và thêm những thông tin của những người trực tiếp đi trên đường dây này chia sẻ thêm như sau. Đây là hình ảnh của những người đi trên đường dây đó, trên đường vượt rừng, và họ chụp lại và họ chia sẻ trên mạng xã hội. Nằm lại giữa rừng sâu, để đến với miền đất hứa, nhiều người đã chọn cách bay sang Nga rồi thuê người dẫn đường, băng qua rừng để đến Ba Lan, sau đó sẽ tìm cách đến Anh. Có người đã bị tụt lại, trơ vơ giữa rừng sâu, tức là bị lạc hoàn toàn trong rừng. Anh Cường, quê Nghệ An kể, vào năm 2014, thông qua môi giới, anh làm hộ chiếu bay sang Nga. Từ đây, anh cùng với ba người khác thuê một người Nga dẫn đường băng rừng vượt suối để đến Ba Lan. Việc băng rừng rất gian nan. Để kịp tiến độ, đoàn người phải tự lo cho bản thân. Có người mệt lả rồi gục xuống, nhưng đoàn người vẫn tiếp tục hành trình. Nếu ở lại sẽ bị bỏ rơi. Trong hành trình của mình, anh C cho biết từng chứng kiến một người Việt Nam bị tử nạn vì đuối nước rồi nằm lại đất khách quê người. Thậm chí dọc đường đi bắt gặp nhiều nấm mộ còn mới. Các bạn thấy rất rõ rằng nếu phải đi như thế này và hành trình rất dài và hiểm nguy và nhiều người đã bị lạc và đuối thì điều đấy rất nguy hiểm cho những người thân và họ đã mất liên lạc với, và không biết là những người thân đó đã ra sao và tại sao không thể liên hệ với gia đình. Đấy là điều mà chúng ta cần phải tiếp tục xem xét trong thời gian tới. Và khi Đảng Cộng sản Việt Nam dùng điều 4 của Hiến pháp cướp mất quyền lãnh đạo của đất nước của trên 90 triệu người dân Việt Nam thì ngày càng có nhiều thanh niên, thiếu nữ vẫn phải chấp nhận đánh đổi cả tính mạng, thanh xuân của mình để bỏ xứ mà ra đi. Đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thất bại của chính cộng sản, chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng và thuộc cấp của ông tại Ba Đình vẫn đang cố bắt người dân lầm lũi đi theo trong vô vọng. Nhân dân đã nhận ra thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai đầy đau khổ này và họ đã không còn bị lừa dối nữa và vẫn tiếp tục ra đi tới các nước dân chủ và tự do để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.